Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh lớp 3. Trong chương trình này thì cô sẽ hướng dẫn các em những phần nội dung kiến thức trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 như thế này. Nếu như các em đang sử dụng cuốn sách này thì các em hãy cùng nghe tiếp những phần video tiếp theo để mình sẽ cùng học những phần từ vựng, những cấu trúc cũng như là những phần nội dung kiến thức trong cuốn sách này nhé. Để giúp cho các em luyện phần khả năng nói, khả năng nghe cũng như giúp các em tăng điểm số ở trên trường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài ngày hôm nay, đó là bài Unit 4 Our Bodies Lesson 3. Theo bài này hiệu quả nhất thì các em nhớ mình hãy lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật đầy đủ những nội dung này vào vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn nhé. Trong bài số 4 chúng ta sẽ cùng học về các bộ phận trên cơ thể người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một số các từ vựng liên quan đến các bộ phận trên cơ thể người nhé. Đầu tiên chúng ta có từ body. Body ở đây là chỉ cơ thể của chúng ta dùng với từ là body, body. Và đây là dạng số ít, còn khi chuyển về dạng số nhiều chỉ nhiều các cơ thể khác nhau, nhiều người, nhìn những cơ thể khác nhau chúng ta dùng với từ là bodies, bodies. Chỉ là những cơ thể hay là cơ thể của con người chúng ta chỉ chung, bodies, bodies. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ tóc ở trong tiếng Anh là hair, hair. One more time, hair. Tay là hand, bàn tay chúng ta dùng với từ là hand, hand. One more time, hand. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ khuôn mặt là face, face. Again, face. Các em vừa nghe và vừa luyện nói theo nhé. One more time, face. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ tai ở trong tiếng Anh là ear, ear. One more time, ear. Và người của mình khi mà chúng ta nói một tai thì ta dùng là un-ear, un-ear. Còn người mình chúng ta sẽ có hai tai đúng không? Hai tai nên chúng ta sẽ dùng là ears, ears. Thêm chữ S đằng sau như này nhé, ears. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ mắt ở trong tiếng Anh là eye, eye. One more time, eye. Một con mắt là un-eye, un-eye. Eye. Còn chỉ hai mắt của chúng ta dùng là eyes, eyes. One more time, eyes. Very good. Mũi là nose, nose. One more time, nose. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ miệng là mouth, mouth. One more time, mouth. Từ này các em nhớ nhất được âm th ở cuối. Đây là âm th không rung. Các em sẽ đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng của mình để hơi mouth, mouth như vậy. Để nói chuẩn phần tiếng Anh thì các em nhớ mình hãy học theo khóa phát âm chuẩn tiếng Anh để giúp cho các em nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ nhé. Động từ chạm, chạm ở trong tiếng Anh là touch, touch. One more time, touch. Very good. Bây giờ chúng ta có học từ tóc là hair, của bạn là your, your. Tóc của bạn là your hair, your hair. Chạm vào tóc của bạn chúng ta sẽ nói là touch your hair, touch your hair, là chạm vào tóc của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học thêm một số các câu khác nữa để cùng ôn tập với từ touch nhé. Touch your là chạm vào cái gì đó của bạn. Ví dụ touch your hair là chạm vào tóc của bạn. Còn đây chúng ta sẽ cùng học ôn lại một số các danh từ chỉ bộ phận trên cơ thể người và cùng luyện tập với câu này nhé. Ví dụ chúng ta có từ tai là ears, ears, ears. Của bạn là your, tai của bạn là your ears. Chạm vào tai của bạn là touch your ears, touch your ears. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ mũi, mũi là nose, nose. Chạm vào mũi của bạn là touch your nose, touch your nose. Very good. Các em lưu ý nhé, chúng ta dùng động từ touch là chỉ chạm, chạm vào cái gì đó, touch your là thay thế bộ phận trên cơ thể người đây là được nhé. Touch your nose là chạm vào mũi của bạn, còn chạm vào tóc là touch your hair. Very good. Thì các em cứ thay các danh từ chỉ các bộ phận trên cơ thể ở đây nhé, chúng ta sẽ có thêm một câu mới. Động từ mở, mở trong tiếng Anh là open, open. One more time, open. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói mở miệng, miệng là mouth, mouth. Của bạn là your, your. Miệng của bạn là your mouth, your mouth. Mở miệng của bạn ra, chúng ta sẽ nói là
Open your mouth. Open your mouth. Very good. Chúng ta sẽ cùng luyện thêm với từ open nhé. Open là mở. Mở cái gì đó. Open your. Mở cái gì đó của bạn ra. Thì các em chỉ cần thay từ mouth này bằng các bộ phận khác là nó sẽ chỉ thêm một câu mới nhé. Open your mouth là mở miệng của bạn ra. Vậy thì mình nói mở mắt của bạn ra thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Chúng ta có từ mắt trong tiếng Anh là eyes. Eyes là chỉ hai con mắt của mình này. Mình dùng cái từ là eyes. Eyes của bạn là your. Mắt của bạn, your eyes. Mở mắt của bạn ra thì nó sẽ nói là open your eyes. Open your eyes. Đây là một số câu sẽ xuất hiện trong bài ngày hôm nay. Thì các em nhớ ôn tập là kỹ. Mình vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật đầy đủ những nội dung này vào vở của mình nhé. Chúng ta có từ chỉ này hay cái này trong tiếng Anh là this. This. Ở đầu từ này có âm TH rung, các em đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng mình để âm rung nhé. Như vậy. This. Very good. Chúng ta có từ để hỏi cái gì là what. What. Đây là cái gì? Chúng ta sẽ nói là what is this. What is this. Very good. One more time. What is this? Good job. Và what is, vậy nói tắt thành what's. What's. Nên thay vì nói cả câu đầy đủ what is this, chúng ta sẽ nói ở dạng rút gọn là what's this. What's this. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Chúng ta nhìn thấy bức tranh này, đây là cái gì nhỉ? Đây là tai đúng không? Một cái tai nó sẽ trả lời là is an ear. Is an ear. Very good. Các em nhớ nhé, khi chúng ta hỏi đây là cái gì? What's this? What's this? Đây là một cái tai, chúng ta trả lời là is an ear. Is an ear. Thì xem đây là bộ phận nào để các em trả lời nhé. Ví dụ tai là ear, mắt là eye. Đây là một con mắt, is an eye. Hay đây là một bàn tay, chúng ta dùng là is a hand. Các em lưu ý nhé, với từ eye hay là từ ear thì ở khi mình nói nó bắt đầu là một nguyên âm, âm i hoặc là âm e, thì đằng trước chúng ta dùng với từ an, an ear, an eye. Nhưng với bàn tay hand, từ hand bắt đầu là âm h, làm phụ âm thì chúng ta dùng với từ a hand. Hay từ mouth cũng như vậy, bắt đầu bằng chữ m là một phụ âm, nó dùng là a mouth. Thì các em lưu ý phần này để mình trả lời cho chính xác nhé. Chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút nào. Chúng ta nói đây là cái gì? What's this? Đây là một cái tai. Is an ear. Very good. Tiếp theo chúng ta có từ chỉ cái kia. Kia, cái kia là that. That. Các em lưu ý nhé, từ này các em dùng khi mà chúng ta nhìn thấy một người hoặc là một vật từ xa, chúng ta chỉ đến cái vật đó hoặc người đó nhưng chúng ta lại không thể chạm đến được, thì chúng ta dùng với từ that. Và các em phải dịch là kia hay là cái kia. Ok, that. Bây giờ chúng ta có học từ để hỏi cái gì là what. What. Đó là cái gì hay kia là cái gì, chúng ta sẽ hỏi là what is that. What is that. One more time, what is that? Và what is, chúng ta phải nói tắt thành what's. What's. Nên thay vì nói cả câu đầy đủ là what is that, thì họ sẽ nói là what's that. What's that. Đó là cái gì? What's that. Và em nhìn đây, đây là cái gì? Đây là cái gì đây? Là mũi đúng không? Chúng ta trả lời là đó là một cái mũi, chúng ta sẽ nói là it's a nose. Is a nose. Very good. Các em nhớ nhá, từ nose ở đây bắt đầu là chữ N, là một phụ âm, là chúng ta dùng là a nose. Is a nose. Và là dường như nó là một tai chẳng hạn, bắt đầu là ear, là một nguyên âm, thì chúng ta không dùng là a mà chúng ta dùng là an ear nhá. Ok, chúng ta cùng ôm lại nào. À, kia là cái gì hay đó là cái gì, chúng ta hỏi là what's that. Đó là một cái mũi. Is a nose. Is a nose. Very good. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em những phần từ vựng cũng như các câu sẽ xuất hiện ở trong bài ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào từng phần một trong bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào phần số 1 trước. Phần số 1 là listen and repeat, có nghĩa các em sẽ cùng nghe, sau đó mình sẽ cùng lặp lại nói theo. Trong bài này chúng ta sẽ học cách phát âm của hai âm này nhé. Đầu tiên các em nhìn thấy ở đây từ này. Ok, từ này các em nhìn nhé, cô sẽ để cả phần phiên âm ở đây để các em nhìn cho nó dễ và dễ đọc. Khi chúng ta nhìn thấy các chữ như này, ở đây chữ như này chúng ta đọc là air. Air. Các em nhìn thấy trong phần phiên âm của nó ở đây không? Nó sẽ là chữ E và chữ R.
E thì bạn nói là e, e giống tiếng Việt. Nhưng R thì các em sẽ cuộn lưỡi vào ear, ear như vậy. Ok, one more time, ear. Ở đây chúng ta có từ là hair, hair, các bạn hiểu không? Mình nói chữ ha, hair, hair, ok. Đấy, chữ âm h, sau đó chúng ta sẽ nói chữ air đằng sau, hair, hair. Touch your hair, chạm vào tóc của bạn, touch your hair. Ok, đây là âm đầu tiên nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến âm này. Khi nhìn chữ này chúng ta đọc là ear, ear, chữ i, i và r. Âm r chúng ta cuộn lưỡi vào ear, ear, ear. Ví dụ chúng ta có từ ears là chỉ tai, ears. Chạm vào tai của bạn, touch your ears, touch your ears. Thì cô để cả phần phoneme ở đây để các em có thể dễ dàng nhìn và nói chính xác phần phát âm này nhé. Bây giờ các em hãy cùng nhìn trên màn hình, mình sẽ cùng vừa nghe người nước ngoài nói và vừa nói theo để mình cùng ôn tập lại những âm này cũng như các từ và các câu trong phần này nhé. Activity 1. Listen and repeat. Air, hair, touch your hair. Ear, ears, touch your ears. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 2 trong bài ngày hôm nay là listen and circle. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe, sau đó các em sẽ cùng khoanh cái đáp án đúng. Ở đây chúng ta sẽ người ta sẽ nói hai câu, các em sẽ cùng nghe xem là người ta nói gì và mình sẽ khoanh đáp án tương ứng với câu mà người ta đã nói nhé. Bây giờ các em sẽ cùng nghe trước để mình cùng luyện phần nghe và tự chọn đáp án trước nhé. Now one, let's listen and circle. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. Touch your ears. 2. Touch your hair. Vừa rồi các em đã nghe hai câu nói này và các em đã khoanh được đáp án của mình rồi chứ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghe câu số 1 trước, xem bạn ấy nói là touch your hair, your hand hay là your ears nhé. Bây giờ các em sẽ cùng nghe lại một lần nữa nhé, xem người ta nói là gì nhá. Now everyone, let's listen again. 1. Touch your ears. Trong câu vừa rồi bạn đã nói là touch your ears. Bạn nói là chạm vào tai, ears. Chúng ta sẽ khoanh đáp án C cho câu số 1 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe đến câu số 2, xem bạn nói là touch your ears, hair hay là hand nhé. Now everyone, let's listen again. 2. Touch your hair. Trong câu vừa rồi đã nói là touch your hair, chạm vào tóc của bạn, hair. Chúng ta sẽ khoanh đáp án B trong câu số 2 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 3 trong bài ngày hôm nay là let's chant. Vậy là chúng ta sẽ cùng hát. Trong phần này các em sẽ cùng hát theo nhịp nhé. Bây giờ các em sẽ cùng nhìn trên màn hình, mình vừa hát và vừa cùng ôn tập lại các từ vựng trong bài ngày hôm nay nhé. Sang phần số 4 trong bài ngày hôm nay là read and match. Các em sẽ cùng đọc, sau đó mình sẽ cùng nối các đáp án. Ở đây chúng ta sẽ có 4 câu tương đương với 4 bức tranh. Các em sẽ cùng nhìn vào nội dung của từng câu một như thế này và các bức tranh để mình sẽ cùng nối nhé. Đây chính là phần số 4 ở trong sách, nó sẽ trình bày như thế này. Các em nhìn thấy như thế này ở trong sách thì các em sẽ nối các câu ở đây với các bức tranh ở bên này nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ có nhìn vào đoạn hội thoại đầu tiên là what's this, đây là cái gì,
is a nose. Đây là một cái mũi. Vậy thì dựa vào nội dung của đoạn số 1 này thì các em sẽ nối câu số 1 với bức tranh nào đấy? Các em sẽ nối bức tranh số 1 với bức tranh D như thế này nhá. Tiếp theo với câu số 2, touch your ears. Touch your ears có nghĩa là chạm vào tai đúng không? Nên chúng ta sẽ nối bức tranh số 2, câu số 2 với bức tranh C. Đấy là một cậu bé đang chạm vào tai của mình. Nên chúng ta sẽ nối câu số 2 với bức tranh C nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3 là touch your hair. Touch your hair có nghĩa là chạm vào tóc của bạn đúng không? Nên chúng ta sẽ nối bức câu số 3 với bức tranh nào đây? Chúng ta sẽ nối câu 3 với bức tranh nhá. Bức tranh B ở đây nhá. Bạn đang chạm vào tóc của mình ngay đúng không? Chúng ta sẽ nối câu số 3 với bức tranh B như thế này. Tiếp theo, câu số 4, open your mouth. Open your mouth là mở miệng của bạn ra đúng không? Với câu này thì chúng ta sẽ nối với bức tranh nào đây? Câu số 4 chúng ta sẽ nối với bức tranh. Nối với câu số 4 đây chúng ta sẽ nối với bức tranh là bức tranh A. Chúng ta sẽ nối câu 4 với bức tranh A ở đây nhé. Bức tranh A bạn đang mở miệng ra đúng không? Thì đây chính là phần mà các em sẽ cùng làm trong phần số 4 nhé. Các em hãy nhìn qua ở đây. Cô cũng đã có viết tất cả các câu dựa trên các bức tranh thế này. Thì các em cũng có thể xem và mình sẽ xem lại xem và nối lại ở trong sách của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 5 trong bài ngày hôm nay là Let's Write. Vậy chúng ta sẽ cùng viết. Trong phần này các em sẽ cần nhìn các bức tranh ở đây. Sau đó mình sẽ điền các bộ phận tương ứng cho các câu như thế này. Ví dụ như ở câu số 1 ở đây là What's this? What's this? Đây là cái gì? Các em nhìn lại đây là bàn tay đúng không? Một bàn tay trong tiếng Anh là hand. Nên chúng ta sẽ trả lời là is a hand. Is a hand. Chúng ta sẽ điền như thế này nhé. Tiếp theo với bức tranh số 2 ở đây, what's that? What's that? Ok, đó là cái gì? Is, đây là con mắt đúng không? Mắt ở trong tiếng Anh là eye. Một con mắt chúng ta dùng là an eye. Vì đây chỉ có một con mắt thôi, nên chúng ta dùng là an eye. Is an eye. Very good. Tiếp theo ở bức tranh số 3, touch your, chạm vào cái gì đây nhỉ? Bạn đang chạm vào mũi đúng không? Thì mũi ở trong tiếng Anh là nose. Nên chúng ta dùng là touch your nose. Touch your nose. Tiếp theo bức tranh số 4 ở đây, bạn nói là cái gì? Your mouth đấy. Your mouth, miệng của bạn như thế nào đây nhỉ? Open your mouth. Mở miệng của bạn ra đúng không? Open your mouth. Chúng ta sẽ điền với từ open cho câu số 4 nhé. Thì đây là cách mà chúng ta sẽ viết trong phần số 5. Thì các em hãy cùng sẽ viết lại trong sách của mình. Và phần nào các em chưa nắm rõ thì các em nhớ xem lại phần từ vựng phía đầu để mình cùng nắm được nghĩa của các từ này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 6 trong bài ngày hôm nay là project, nghĩa là phần dự án. Trong phần này thì các em sẽ cùng chơi một trò chơi về parts of the body, về bộ phận trên cơ thể người. Trong phần này các em sẽ chuẩn bị các tấm thẻ. Nó sẽ có hai loại thẻ, một loại thẻ là có hình của các bộ phận trên cơ thể người như thế này, còn một loại thẻ khác là gồm có các chữ. Sau đó các em sẽ úp các mặt có hình ảnh hoặc là mặt chữ xuống. Sau đó thì các em sẽ cần phải ghi nhớ. Mỗi bạn chơi sẽ được lật hai thẻ. Mỗi lượt chơi các em sẽ được lật hai thẻ. Các em sẽ phải nhớ vị trí của các thẻ đó, xem là vị trí của từng từ một, từ mouth này cộng với hình ảnh của mouth là hình ảnh của cái miệng thì nó vị trí nào, để các em có thể lật đúng trong một lần. Các em sẽ lật đúng được hai cái thẻ đó có chữ và có hình tương tự như nhau. Thì phần này các em có thể thiết kế phần game này để mình cùng vừa chơi vừa thư giãn và vừa ôn tập lại các từ vựng liên quan đến bộ phận trên cơ thể người nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tất cả những phần nội dung ở trong bài Unit 4, Lesson 3. Các em hãy cùng lắng nghe thật là kỹ, vừa nghe vừa ghi chép bằng vở và vừa luyện nói theo để mình cùng luyện phần nghe, phần nói và cùng ghi nhớ phần từ vựng trong bài này nhé. Và nếu các em thấy video này hay thì các em nhớ mình hãy like video nhé. Và nếu các em muốn xem tiếp những video tiếp theo thì mình cùng học về nội dung cho chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 thì các em nhớ mình hãy ấn nút đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào nút quả chuông phía bên dưới để nhận lại thông báo khi trên kênh có những video mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.